Xin chào quý vị, đây là kênh YouTube chính thức của Thể thao VTV, nơi sẽ luôn mang tới cho quý vị những tin tức mới và hấp dẫn nhất. Tâm điểm đêm qua chắc chắn là được dành cho trận chung kết Europa Conference League. Hãy cùng với chúng tôi xem là nhà vô địch sẽ là ai nhé. Ở trận chung kết Conference League, Roma đã thắng Feyenoord với tỷ số 1-0. Phút thứ 32, Zaniolo mở tỷ số cho Roma và đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu. Như vậy là Roma đã trở thành đội đầu tiên vô địch Conference League ở mùa đầu tiên giải đấu này được tổ chức. Còn huấn luyện viên Mourinho đã dẫn dắt Roma đến danh hiệu lớn đầu tiên trên đấu trường châu Âu. Roma đã phải chờ đợi 61 năm mới có được một chiếc vô địch tại các cúp châu Âu. Với riêng Mourinho, ông đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên vô địch cả Champions League, Europa League và Conference League. Với chiếc vô địch Conference League mùa này cùng Roma, Mourinho đã có cho mình 5 danh hiệu vô địch các cúp châu Âu. Feyenoord đã có một chiến dịch châu Âu xuất sắc mùa này, nhưng tiếc là họ đã thua trong trận chung kết trước Roma. Tottenham không giành được danh hiệu nào trong mùa giải qua, nhưng với cá nhân Son Heung-min thì đây vẫn là quãng thời gian đáng nhớ với anh. Chân sút người Hàn Quốc trở thành vua phá lưới ở giải Ngoại hạng Anh và việc trở về quê hương như một người hùng là điều không có gì bất ngờ cả. Tiền đạo của câu lạc bộ Tottenham đã có mặt tại sân bay Incheon vào sáng hôm qua và được người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc chào đón nồng nhiệt. Với 23 bàn thắng trong đó không có quả phạt đền nào, Son Heung-min đã trở thành chân sút đầu tiên từ xứ sở kim chi nhận được danh hiệu vua phá lưới của giải Ngoại hạng Anh. Tiền đạo này sẽ tiếp tục nghỉ ngơi hơn một tháng tại quê hương trước khi các đồng đội ở Tottenham bay tới Hàn Quốc và cùng anh đá giao hữu hai trận tại đây. Trong khi đó, huấn luyện viên Gareth Southgate đã lên tiếng yêu cầu các cổ động viên Anh cư xử văn minh hơn sau những vụ việc đáng tiếc vừa qua. Mới nhất là vụ tấn công thủ môn Robin Olsen của Aston Villa khi anh này và các đồng đội tới làm khách trên sân của Manchester City tại vòng cuối Ngoại hạng Anh mùa này. Theo huấn luyện viên Southgate, các cổ động viên nên tự coi mình là một đại sứ văn hóa để lại ấn tượng đẹp khi cổ vũ trên sân khách thay vì gây rối. Mùa giải vừa qua chỉ vừa mới kết thúc, thế nhưng thị trường chuyển nhượng đang rất sôi động. Sau đây hãy cùng với chúng tôi đến với những tin tức đáng chú ý liên quan tới hai đội bóng thành Manchester. Tiền đạo Erling Haaland đã có mặt tại thành phố Manchester, nước Anh để hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức gia nhập câu lạc bộ Manchester City. Trong bộ trang phục mang phong cách đường phố, Haaland xuất hiện rất giản dị nhưng cũng đầy tự tin, đúng như phong cách thi đấu của anh trên sân cỏ. Tiền đạo người Na Uy được Man City chiêu mộ từ Dortmund với giá 51 triệu bảng và được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh trên hàng công của đội chủ sân Etihad. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Manchester United đã cho Sevilla mượn Martial. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp thi đấu thất vọng và sẽ không được đội bóng Tây Ban Nha mua đứt. Như vậy thì Martial sẽ trở lại Manchester United và cần chứng tỏ mình ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới để có thể chiếm được niềm tin của tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Tiền đạo 26 tuổi gia nhập Manchester United từ năm 2015 với mức giá 36 triệu bảng, nhưng hiện tại đang là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của anh. Thị trường chuyển nhượng mùa hè còn chưa diễn ra nhưng ngay từ thời điểm này, báo chí đã bắt đầu đưa tin về những thương vụ có thể xảy ra. Các đội bóng Anh được dự báo sẽ tiếp tục có một mùa hè mua sắm rầm rộ nữa. Theo nhận định của tờ Daily Mail thì câu lạc bộ Arsenal sẽ cần một tiền đạo thật sự chất lượng và mục tiêu của họ là Gabriel Jesus của đội Manchester City. Đội bóng phía Bắc London có thể chấp nhận để Alexandre Lacazette ra đi để lấy ngân quỹ thực hiện thương vụ đắt giá này. Đương kim vô địch Manchester City chắc chắn sẽ tìm cách làm mới hàng tấn công của mình. Gần như chắc chắn họ sẽ có được Erling Haaland. Nhưng việc tăng cường nhân sự ở khâu dứt điểm thì vẫn là điều cần thiết, nhất là khi huấn luyện viên Pep Guardiola theo đuổi triết lý bóng đá đẹp. Với đội bóng cùng thành phố Manchester United thì họ sẽ bước vào thời đại mới với tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Không loại trừ đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp tục vung tiền mua sắm với những bản hợp đồng đắt giá và phù hợp với triết lý của huấn luyện viên mới. Trong khi đó thì mục tiêu hàng đầu của Liverpool là giữ chân Mohamed Salah, người vẫn chưa gia hạn với câu lạc bộ. Sadio Mane đang lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich, một tiền đạo dự phòng là điều mà huấn luyện viên Jurgen Klopp cần hướng tới. Cùng với đó là vị trí hậu vệ phải dự phòng cho Trent Alexander-Arnold nếu cầu thủ này lên chơi tiền vệ. Với tiềm lực của mình thì các đội bóng Anh có ưu thế rất lớn trong việc đàm phán để đưa về những ngôi sao mà mình mong muốn. Lướt sóng là một trong những môn thể thao cho thấy khả năng chinh phục thiên nhiên của con người. Mới đây thì một kỷ lục thế giới mới đã được thiết lập ngoạn mục ở môn thể thao này. Vận động viên lướt sóng Sebastian Steiner, người Đức đã điền tên mình vào kỷ lục Guinness khi chinh phục được con sóng lớn nhất.
Cụ thể, khi thi đấu tại giải lướt sóng Red Bull Big Wave, Sebastian Stoner đã chinh phục được ngọn sóng có chiều cao lên tới 86 feet, tương đương với 26,2 mét. Một thành tích đáng kinh ngạc của vận động viên 37 tuổi người Đức, nhưng cũng cho thấy khả năng của con người là vô tận và có thể chinh phục được sức mạnh của thiên nhiên. Hình ảnh ấn tượng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên là hãy like và subscribe kênh YouTube của Thể thao VTV để không bỏ lỡ những tin tức thể thao mới nhất. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.